trong khi đó tại Việt Nam số ca COVID-19 ở Hà Nội tăng 7 lần và Sài Gòn xuất hiện biến chủng mới Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC ở Hà Nội ghi nhận tuần qua thêm 493 ca COVID-19 tăng gấp 7 lần so với tuần trước và dự báo tiếp tục tăng theo VnExpress hôm 17 tháng 4 theo đó thì cộng dồn từ đầu năm đến nay thì Hà Nội đã ghi nhận 756 ca COVID-19 CDC Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình dịch biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 trên thế giới và trong nước để kịp thời phòng chống. Dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nhất là trong kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4. Trong khi đó, từ hôm 14 tháng 4, Sài Gòn công bố đã phát hiện biến chủng mới của Omicron là XBB.1.5. Đây là biến chủng có đặc tính lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng như vậy thì Hà Nội vẫn là nơi ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong hơn một tuần qua. Số ca nhiễm ở thành phố này tăng kéo theo Việt Nam gia tăng. Thống kê của Bộ Y tế hôm 16 tháng 4 cho thấy tuần qua, Việt Nam ghi nhận 2.653 ca mắc mới, trung bình 380 ca một ngày. Riêng 3 ngày gần đây thì số ca nhiễm mới liên tiếp trên 700 ca một ngày. Các tuần trước đó thì mỗi ngày chỉ thêm vài ca. Số bệnh nhân nặng phải thở oxy cũng tăng lên 38 người, nhiều hơn 28 người so với báo cáo hôm 15 tháng 4. Tuy nhiên, cho đến nay, gần 4 tháng liên tiếp Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19.